đều khẩu trang đầy đủ, ai nấy đều khẩu trang đầy đủ, không có gì ngại ngùng về chuyện đó. Mỗi một người có một cái lượng đức tin khác nhau, cái quan trọng là gì? Lòng tôi và anh em có hướng về Chúa hay không? Amen anh chị em. Chúng ta đang tiếp tục cái loạt bài ở trong sách Malachi. Như anh em biết, Malachi là sách cuối cùng ở trong Cựu Ước, và khi hết sách Malachi rồi, cũng là sau cái tiết mục của Malachi là Đức Chúa Trời không hề nói gì với dân sự của Chúa trong vòng 400 năm. Malachi là sách tiên tri nói với dân sự Chúa sau khi họ trở về từ chốn lưu đày, họ bị lưu đày ở Babylon, rồi họ trở về, họ tái thiết lại quốc gia, họ dựng lại đền thờ, rồi suốt 100 năm sau đó. Nhưng mà có một điều đặc biệt, thời kỳ của Malachi đó là thời kỳ mà không có dấu kỳ phép lạ gì cả. Ngày gần giống như chúng ta đang sống ngày hôm nay, họ không thờ phượng Chúa, họ không nhóm lại cái tư cách thể loại, nhưng có điều là dường như không thấy có một cái gì, cái sự kiện gì lớn lao xảy ra trong thời kỳ đó cả. Và vì cớ là không có cái gì sự kiện gì lớn lao xảy ra trong thời kỳ đó cả, cho nên cái lòng dân sự càng ngày càng không pha đi. Nhưng mà có một nan đề, đó là người ta không nhận biết là cái lòng họ phôi pha, càng ngày họ càng thấy cái tình trạng nó khô dần đi, dường như cái điều ác nó thắng thế hơn, thì họ bắt đầu quay sang là buồn trách Chúa. Sáng hôm nay tôi muốn anh chị em cùng nhau học một cái phần kinh thánh tiếp theo, đó là trong Malachi đoạn 2 câu 17 cho đến 3 câu số 6. Thực ra là chỉ có 8 câu kinh thánh thôi. Chúng ta biết là khi mà dân Chúa thời của Malachi đó, họ thường xuyên tìm trách Chúa. Đầu tiên họ nói là Chúa không yêu họ. Tiếp theo là Chúa nói gì? Mọi cái sự dâng hiến mà họ dâng cho Chúa chẳng có nghĩa lý gì nữa, bởi vì thấy chả có cái gì xảy ra, chả có cái gì tốt đẹp trong tất cả mọi chuyện đó. Mà rồi sáng hôm nay, dầu rằng tôi chọn cái từ đề là mơ được, tôi thấy đó là có những điều họ chất vấn Chúa, có những điều họ đòi, buộc lên Chúa, mà Chúa trả lời họ rất rõ là con ước được như vậy, cái gì là sẽ được. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là bất cứ điều gì mà Chúa ban cho tôi và anh em cũng giống là cái điều to anh em trong đó. Tôi sẽ đọc phần kinh thánh này mà anh em dọn theo. Malachi đoạn 2 câu 17, sau đó từ câu 3 từ câu 1 đến câu 6. Anh em có thể nhìn lên màn hình, có thể dọn theo cũng được. Các ngươi đã làm phiền Đức Giê-hô-va bởi những lời nói của mình, mà các ngươi lại nói rằng chúng con có làm phiền Ngài đâu. Đó là khi các ngươi nói ai làm điều ác là tốt đẹp dưới mắt Đức Giê-hô-va, và Ngài ưa thích những người như vậy. Hoặc hỏi Đức Chúa Trời của công lý ở đâu? Này, ta sai sứ ta đến để dọn đường trước mặt ta, và Chúa mà các con tìm kiếm sẽ thân linh vào trong đền thờ Ngài, tức là sứ giả của giao ước mà các con trông mong, kìa Ngài đang đến. Đức Giê-hô-va và quân phán vậy. Những ai sẽ chịu nổi Ngài đến? Ai đứng được khi Ngài hiện ra? Vì Ngài giống như lửa của thợ luyện kim, như tro thợ giặt. Nhớ là ngày xưa người ta giặt đồ bằng nước do, nước tro, tức là nó có cái chất tẩy rửa. Chứ ngày nay thì không ai cái tro thợ giặt là sao? Ngày nay người ta giặt là giặt hoặc là nước tẩy hoặc là xà phòng. Nhưng mà ngày xưa là người ta dùng cái nước tro, nó có cái chất suốt để tẩy rửa. Ngài sẽ như thợ luyện kim tinh luyện bạc, Ngài sẽ thân tẩy các con trai Lê-vi, làm cho họ tinh rồng như vàng và bạc. Họ sẽ dâng tế lễ cho Đức Giê-hô-va trong sự công chính. Bây giờ tế lễ Giu-đa, tế lễ của Giu-đa và của Giê-ru-sa-lem sẽ được Đức Giê-hô-va chấp nhận như những ngày xa xưa và như những năm trước kia. Ta sẽ đến gần các con để phán xét, và ta sẽ vội vàng làm chứng chống lại những kẻ thực hành ma thuật, những kẻ tà dâm, những kẻ thầy dối, những kẻ bóc lột tiền công của người làm thuê, những kẻ áp bức kẻ mồ côi và những người quá mùa, những kẻ làm hại người khách lạ, vì chúng không kính sợ ta. Đức Giê-hô-va và quân phán vậy, vì ta là Đức Giê-hô-va không hề thay đổi, nên các con là con cháu Gia-cốp chẳng bị diệt vong. Hẳn nhiên đây là cái phần kinh thánh nói cho dân Israel trong thời Malachi. Nhưng vì đây là lời, cũng là lời của Chúa, nên chắc chắn là Chúa muốn tôi và anh em nhận ra điều mà Chúa nói với chúng ta ngày hôm nay. Như tôi nói với anh chị em là dân Chúa trong thời Malachi
là họ không có kinh nghiệm, họ có thấy dấu hiệu rất lạ gì. Đây là một cái thời kỳ có thể gọi là về phương diện tài chính kinh tế đó thì họ rất là sung túc, nhưng mà về phương diện thuộc linh á thì họ chỉ còn vẽ hình thức bề ngoài. Có hai điều mà tôi và anh em sẽ học được trong cái phần kinh thánh sáng hôm nay về công lý của Đức Chúa Trời. Công lý của Đức Chúa Trời. Điều đầu tiên đó là chúng ta có cái xu hướng thách thức công lý của Chúa khi điều ác dường như nó thắng thế và khi Chúa dường như chậm trễ. Con dân của Chúa có cái xu hướng thách thức công lý của Chúa khi cái điều ác ấy, nó dường như nó thắng thế và khi Chúa dường như là chậm trễ trả lời. Tôi đọc lại câu số 17 của chương 2. Các ngươi đã làm phiền Jehovah bởi những lời nói mình, mà các ngươi lại nói rằng chúng tôi có làm phiền Ngài đâu. Đó là khi các ngươi nói ai làm điều ác và tốt đẹp dưới mắt Đức Jehovah và Ngài ưa thích những người như vậy. Và hỏi Đức Chúa Trời của công lý ở đâu. Làm phiền, bản dịch khác là làm nản lòng, bản dịch khác là làm mệt mỏi, bản dịch khác là làm nhàm tai. Khi nào thì kêu Chúa bị quả là làm phiền anh chị? Khi nào thì kêu Chúa thì bị quả là quấy rầy Chúa? Kêu ca đó, trong tiếng Việt mình đã có đặc biệt là kêu ca, nó khác với kêu cầu. Kêu cầu là ok, nhưng mà kêu ca là no. Kêu cầu là ok à, chứ mà kêu ca đó tức là than van đó là không có tốt à. Dân Chúa thần Malachi đó là họ kêu ca Chúa, nhưng mà họ không biết nè. Không hay họ biết, anh em để ý là họ làm phiền Chúa nhưng mà họ không biết. Cho nên khi Chúa nói là họ nói, Chúa nói sao vậy chứ? Phiền ở đâu chứ? Có lúc nào đâu làm phiền. Họ làm phiền Chúa, họ quấy rầy Chúa. Tức là họ khiến Chúa bực mình, họ khiến Chúa mệt mỏi mà họ không biết. Thế có khi nào anh chị em đánh mắt, ủa kêu mà sao không biết. Làm tầm ấm cách mà sao lại không biết. Họ không biết họ đang làm phiền Chúa bởi vì họ đâu có nói trực tiếp với Chúa đâu. Có thể họ đang nói với chính họ, anh chị em, có thể họ đang nói với nhau. Trước mà trà dư tử hậu, lúc mà ngồi ăn tối với nhau trong cái mâm cơm đạm bạc của gia đình chẳng hạn, lúc mà mình chạy xe Grab họ phạt luôn cả ngày mà không được mấy đồng, trong khi mấy cái đứa mà nó thờ ma lại quỷ nó phóng xe dù dù xung quanh. Có thể họ không có nói thẳng với Chúa, nhưng mà có thể họ nói với chính họ, có thể họ nói với nhau. Cái lúc mà nhà của họ thì mưa nó dột chèn nhẹp, cái còn cái nhà bên cạnh kia đèn sáng trưng, cái lạnh phập phà lúc. Có thể dân sợ Chúa, quay rầy Chúa. Khi nào anh xem biết không? Khi mà họ phải chật vật vật gấu hóa vai, đắp đổi qua ngàn, còn nhà người khác là những người mà nó thờ lại Chúa đó thì tiền tỷ tỷ luôn. Anh em biết rằng là dân sự Chúa, cái thần Malachi á, họ có những lần tiên tri về cái tương lai sáng lạn của dân tộc, nào là Israel sẽ trở thành trung tâm của thế giới nè, nào là các quốc gia sẽ đổ về Jerusalem với cái sự giàu có của họ nè, nào là những người già sẽ ngồi ở quảng trường chiều nhìn những đứa trẻ nó vui chơi một cách bình an nè, nào là đất đai của họ sẽ đem lại sản phẩm dồi dào nè, nào là vinh quang ngày sau sẽ trỗi hơn vinh quang ngày trước nè, vân vân và vân vân. Nghe quen quá đúng không? Lời hứa của Chúa cho mình lũ khổ luôn đúng không? Rồi những lời tiên tri mà các mục sư này, mục sư kia trong các kỳ đại hội, các kỳ bồi linh đặt tay đi mình nói phán đủ thứ đúng không? Anh em ơi, dân sự Chúa thời Malachi họ có những lời tiên tri rất là tuyệt vời. Nhưng mà rồi hồi hướng cả 100 năm rồi, tái thiết đền thờ rồi, định cư trên quê cha đất tổ rồi, mà thấy coi vinh quang có thấy sung sướng gì đâu. Ngoại bang vẫn còn cai trị, vẫn còn chặt vật thiếu trước hụt sau, chứ có thấy vinh quang vinh hiển gì đâu. Ngày lên cái gì không? Dân sự Chúa họ chứng kiến cái cảnh là thẳng thắn, thật thà, thiện. Thì sao? Thua thiệt mà lọc lừa luồn lách thì lại lên luôn. Riết rồi cái người ta đâm lên nghi. Nghi sao? Không biết là thực sự có thằng công lý không ta? Hay là công lý chỉ là tên của một diễn viên hài không? Thậm chí nhiều người còn nghĩa mai là trách Chúa cùng hội về với cái nhóm lợi ích kia, hay là với những kẻ làm ác ra cho nên là còn bảo tụi nó là người tốt nữa kia đó. Đó là tôi diễn non cái câu số 17 đó. Người ta thất vọng đối với Chúa khi họ nhìn thấy dân Chúa đó thì cứ bị thử thách, trong khi cái người làm ác tức là những người thờ nó lại quỷ nó cứ phay phay nó cứ ăn nên làm ra vậy đó. Chính vì vậy là nhiều người trong con dân Chúa đó có cái suy nghĩ này,
cái vấn đề đạo đức là không quan trọng, chẳng có liên quan gì giữa cái việc vâng lời Chúa với cái sự giàu có đời này hết, tức là giữa cái phước lành trong cuộc sống với cái đạo đức của mình nó không liên quan gì. Chính vì vậy cho nên phải có cái suy nghĩ là cái thoải mái, cái xóa đi. Bởi vì sao? Bởi vì nếu đạo đức là cái chuyện quan trọng ấy, đó là đây là những người ta nghĩ ấy. Nếu đạo đức là cái chuyện quan trọng thì tại sao những người ngoại xung quanh đó là những người mà thậm chí thờ Chúa trên danh nghĩa đó, đời sống ở tiền đây mà lại anh nên làm ra rồi mua nhà sắm xe rồi cho con cái học nước ngoài nước công các kiểu. Cho nên nhiều khi tôi và anh em rất là dễ bị cám dỗ chỗ này, giữa cái đạo đức với lại cái đời sống phước hạnh mà Chúa cho đâu liên quan gì nhau. Đạo là đạo và đạo là đạo, cho nên mình không biết gì mà phải kiên khang gìn giữ. Anh em ơi, tôi nói là này, không chỉ riêng dân Chúa trong cái thần Malachi có cái suy nghĩ đó đâu, mà ngay cả tác giả Thi Thiên 73 là Asaph cũng đã từng có cái suy nghĩ như vậy. Thi Thiên 73 từ câu 12 đến câu 14 anh chị. Kìa, kẻ ác bình an vô sự luôn luôn, tất cả chúng cứ gia tăng mãi. Rồi ông mới suy nghĩ này, cái ông tác giả, con đã giữ lòng tinh sạch là vô ích và rửa tay con trong sự vô tội là luống công. Vì hằng ngày con phải chịu gian nan, mỗi buổi sáng con bị sửa phạt. Anh chị có khi nào nói giống vậy không? Hay có suy nghĩ như vậy không? Có lẽ ai đó trong anh chị em đang phải vật lộn, đang phải tranh chiến với cái chuyện này. Cho nên anh chị em nghĩ là khi mình tin Chúa đó, thì chắc là Chúa sẽ ban cho mình một cái cuộc sống tốt đẹp hơn này, sung túc hơn này, rồi giải cứu của mình hết những cái nan đề lớn lao này. Nhưng mà rồi dường như mình thấy thực tế là dường như ngược lại, dường như mình thấy là mình tin Chúa là mình gặp nan đề rắc rối nhiều hơn, mình cầu nguyện nhiều. Nhưng mà thay vì trở nên là nó tốt hơn thì sao? Thì những cái nan đề của mình đang càng ngày càng tệ hơn. Mình cố gắng, mình kiên khai, mình vâng giữ lời Chúa các kiểu, nhưng mà dù như mình càng cố gắng như nào thì mình càng gặp khó, càng bế tắc hơn. Rồi đến một lúc mà nó, cho đó là anh em đến một lúc là dễ lắm tồn là anh em có cái suy nghĩ vậy này, theo Chúa hay không theo Chúa có gì khác nhau đâu, là thằng công lý ở đâu? Anh chị có đang ở chỗ này? Trong những ngày vừa qua anh em có đang bận lộn, anh em có đang tranh chiến với cái ý tưởng này không? Nếu cái câu trả lời của anh em là có đó, thì tôi nói là anh chị hãy chạy đi với Chúa để tìm cái câu trả lời. Bởi vì nếu chỗ ngay chỗ này mà anh em không chạy đến với Chúa để tìm câu trả lời thì sớm muộn gì anh chị em cũng sẽ đến cái chỗ là nghi ngờ cái tính xác thực, tính đúng đắn của lời Chúa, và rồi kết cục là anh chị em sẽ nghi ngờ luôn cái sự hiện hữu của Chúa, giống như dân Israel trong cái thần của Malachi. Đầu tiên họ nói là Chúa là không có công lý, tức là Chúa bên vực, Chúa chúc phước cho những người làm ác, mà Chúa hành hạ những cái đứa làm lành, và dường như là Chúa không còn công lý nữa. Đến một lúc nếu tôi và anh em không giải quyết cái tranh chiến ở trong lòng mình, tôi và anh em sẽ tâm ra nghi ngờ không chỉ lời của Chúa, mà tôi và anh em tâm ra nghi ngờ cả cái sự hiện diện của Chúa, cái sự tồn tại của Chúa. Mà khi một khi mà tôi và anh em đã nghi ngờ không biết Chúa có thật hay không ấy, thì cái chuyện bỏ Chúa là chuyện tất yếu nó sẽ xảy ra. Có thể là anh chị em không nói, nhưng mà có thể là chị nhà biết. Nhưng mà theo như Kinh Thánh ở đây đang để ý đó, câu số 17 thôi nha, có thể anh chị em không nói ra, chỉ nghĩ thôi, nhưng mà tôi nói anh chị em là Chúa biết hết. Chỉ cần nghĩ vậy thôi, tiếp cô lại đừng nghĩ là làm sao, nghĩ là ai làm điều ác là tốt đẹp chứ mắt Đức Dương là có nghĩa là mấy cái đứa làm ác thì lại cũng phước hạnh đầy vậy đó nè, chả có công lý chả cái gì hết đó nè, còn mình là kiên khen cho lắm thì chỉ khổ thôi. Dùng tôi và anh em chỉ nghĩ thôi đó, thì Kinh Thánh nói gì Chúa nghe hết á. Dùng tôi và anh em chỉ nghĩ thôi chứ không cần nói ra đâu, thì Chúa cũng mệt rồi đó, Chúa mệt mỏi với anh chị em rồi đó. Xin Chúa cho tôi và anh em nhận biết Chúa có bao giờ đâu phải. Ê-sai đoạn 40 câu 28 thì cho tôi và anh em biết là người không biết sao, người không nghe sao, Đức Chúa Trời hàng sống ở Đức Sô-ma là đánh lây dựng lên các đầu cùng đất chẳng mỏi mệt. Sự không ngoan của Ngài là không thể dò, vậy làm sao có chuyện là Chúa mỏi mệt được? Anh em ơi, khi mà nói là Chúa mỏi mệt với chúng ta, điều đó có nghĩa là đây là cái cách nói ngoa dụ đó, theo cái kiểu mà Chúa Giê-xu nói ở trong Mát 9 câu 19 á. Thở dòng dõi vô tính kia, ta sẽ phải ở với ngươi cho đến chừng nào, ta sẽ
con chịu đựng cách tôi chánh bơn rồi. Có bao giờ anh chị em nghĩ là Chúa đang chịu đựng mình không? Nhiều khi tôi và anh em có cái cảm giác hiểu sai, nếu mà mình hiểu theo cách của dân Do Thái mà thờ Malachi là gì, mình đang chịu đựng Chúa. Giờ mình nói sao? Thấy chịu nổi hay chưa? Nhưng mà mình đâu biết rằng là Chúa đang chịu đựng mình. Dân Chúa thờ Malachi kêu ca chất vấn Chúa, lên án Chúa rằng là Chúa bất công, Chúa không công bằng, Chúa bất chính, tức là Chúa ủng hộ người ác mà ghét người lành. Họ kêu ca trong hai yêu cầu của anh chị. Nhưng có việc đặc biệt, dầu họ kêu ca Chúa nhưng mà Chúa vẫn trả lời. Nếu tôi và anh mà người khác họ chỉ là bất trách mình, lên án mình, thì chắc chắn là chúng ta sẽ làm gì anh em biết không? Mình quất lại lên, mình chửi lại thôi, chứ mình không có trả lời đâu. Nhưng mà ở đây đặc biệt thì có Chúa mà tôi và anh em thờ phượng là Đức Chúa Trời thành tín, Chúa không có đem phận bỏ chính mình được. Cho nên là dầu là người ta kêu ca nhưng Chúa vẫn trả lời. Như vậy thì cái điều đầu tiên mà tôi muốn anh xem hãy lưu ý để tránh, đó là khi chúng ta thấy dường như cái điều ác nó thắng thế, đó là khi tôi và anh em thấy dường như Đức Chúa Trời chậm trễ trả lời cái điều mình xin. Nói cách khác là Chúa không có trả lời theo đúng cái thời điểm mà mình muốn, thì tôi và anh em rất là dễ có cái suy nghĩ này, đó là Chúa bất công. Rất là dễ tôi và anh em đặt ra nghi ngờ cái sự thành tín của cái của lời Chúa, tức là chúng ta đâm ra xét lại không biết những gì Chúa nói trong Kinh Thánh này nó có thật hay không, và chúng ta đâm ra xét lại kể cả là không biết là Chúa có thật hay không. Và nếu tôi và anh em không tỉnh tâm cái trong chuyện này thì tôi và anh em rất là dễ buông thả cái đời sống mình, bởi vì mình thấy người ngoại đó nó đâu có thờ Chúa gì đâu mà sao nó giàu quá chừng đi. Người ngoại nó thờ cũng bậy bạ mà sao nó đủ thứ ai, còn mình thì kiêng khen cho nó mình thiếu thốn đủ thứ, và rất dễ tôi và anh em bắt đầu buông thả. Nhưng mà thưa anh chị em, từ trước vô cùng cho đến đời đời Chúa không có thay đổi. Chúa không có thay đổi, Chúa vẫn là Đức Chúa Trời của sự công chính. Họ nhìn thì chúng ta thấy như vậy. Khi dân đi xem họ hỏi như này, Đức Chúa Trời của công lý ở đâu? Chúa lên tiếng Chúa trả lời liền à anh xem. Chúa không có để lâu đâu, Chúa lên tiếng Chúa trả lời liền. Ở trong câu số 3, chúng ta sẽ đi qua phần thứ hai. Vì cái Chúa là Đức Chúa Trời thần tính, Chúa trả lời liền. Cho nên là chúng ta nên sẵn sàng đối diện với công lý của Chúa. Khi cái điều ác nó gia tăng, khi cái điều ác nó có vẻ thắng thế, khi Đức Chúa Trời dường như có vẻ chậm trễ trả lời, thì chúng ta có cái xu hướng là thách thức công lý của Chúa. Nhưng mà hỡi anh em, lời của Chúa sáng hôm nay đem tôi và đang đến một cái chỗ, đó là chúng ta nên sẵn sàng đối diện với công lý của Chúa. Câu số 1 của chương 3: này, ta sai sứ giả của ta đến để dọn đường trước mặt ta, và Chúa mà các con tìm kiếm sẽ thân linh vào trong đền thờ. Tức là sứ giả của giao ước mà các con trông mong kia ngày đang đến, Đức Chúa Trời và quân phán vậy. Tôi muốn diễn nôn cái câu trả lời của Chúa đối với dân Chúa ngày xưa, và cũng là đối với tôi và anh em ngày hôm nay, nếu chúng ta đang ở trong cái cảnh trạng này. Ở câu chương 2 câu 17 họ là Đức Chúa Trời của công lý ở đâu mà thấy sự bất công nó nhàn nhạt khắp nơi như thế. Chúa nói các ngươi chất vấn người ta ở đâu đúng không? Các ngươi hỏi là công lý của ta ở đâu đúng không? Người ta đang đến đây, cái người dẹp đường của ta đang đi trước ta đây. Hẳn nhiên là đây là cái lời tiên tri mang cái tính ứng nghiệm kép cho cái chức vụ của dân Báp-tít và của Chúa Giê-xu, và cũng như là lần đến thứ hai của Chúa Giê-xu. Nhưng đối với độc giả thần Malachi và cũng như đối với chúng ta hôm nay đó, thì nhà tiên tri trong tiếng Do Thái gọi là sứ giả đó, chính là cái người dịch đường hay là cái người phát loa thông báo đó anh chị. Chúng muốn nói là các ngươi đòi hỏi công lý đúng không, đang đến đó nè, nhưng mà đến thình lình. Nhiều khi tôi và anh em nhìn ra xung quanh mình nói sao Chúa công lý ở đâu mà để cho cái điều ác nó lộng hành như vậy? Đức Chúa Trời có công lý ở đâu mà để cho những cái sự gian trá nó thắng thế hơn như vậy? Chúa nói là đang đến chứ nè. Đến thần linh. Anh em hãy để ý, Ngài sẽ thân linh vào trong đền thờ này. Mình nói họ đang có dẹp đường rồi, đang có pháp loa thông báo rồi, mà thần linh là làm sao? Tôi nói anh em điều này. Nhiều khi mình nói là nếu mà đã phát loa thông báo thì không có chuyện thần linh, đúng không? Thần linh là im re nè. Chứ phát loa là không có mà thần linh gì. Thưa anh chị em, nếu mà ai có đọc Kinh Thánh thì sẽ thấy từng đợt ở Iraq,
Cái số người chết ngoài Trung Quốc là nhiều nhất trong cái COVID-19 này. Họ xa quá mà, đâu có ai nghĩ. Việt Nam thì mới dễ, nhưng mà không giống như vậy. Mà còn bên kia người ta chết quá chừng. Phó tổng thống bị nhiễm, thứ trưởng y tế bị nhiễm, nghị sĩ chết, ví dụ như vậy. Mình nói ủa vậy là sao? Tại sao là khi mình trước đó là cái người dẹp đường của ta đã đi trước rồi đó, đang đi trước ta đó, mà nó là trước đến thần linh, mình nói ủa sao đã loa rồi thì làm gì có chuyện thần linh là bất ngờ là không biết cơ. Nhưng mà tôi nói anh em điều này, nếu anh em không để ý là tôi và anh em sẽ rơi vào đúng cái cảnh này. Bao nhiêu người biết rằng là Chúa sẽ tái lâm, Chúa báo trước chưa? Chúa báo trước là Chúa sẽ tái lâm. Nhưng mà đồng thời Chúa nói là cái ngày Chúa tái lâm là như cái đồ. Anh em ơi, cái ngày mà Chúa đến để thăm viếng tôi và anh em, cái ngày Chúa đến để thăm tẩy hội thánh Chúa là đã được báo trước, nhưng mà nó sẽ đột ngột như cái đồ. Cái quốc gia Iran này hôm nay là cái số lượng chết ngoài Trung Quốc vì cái bệnh corona này là nhiều nhất. Tức là ngoài Trung Quốc là nó là cái số người chết nhiều nhất. Đơn giản thôi, chủ quan. Thứ nhất, cái câu chuyện ở ngoài miền Trung, tức là Quảng Ngãi, ba cái huyện Bình Sơn, Mộ Đức, Tư Nghĩa, năm từ trước thứ 31, tức là nó là năm Dần, cái lục năm Dần. Chắc ông ngoại có thể nghe này. Năm 1878 là cái năm cái lục, tức là gọi là lục Bắc Quốc, cái tên lục là lục Bắc Quốc là như vậy. Vì người ta nghĩ là khi mà lục xuống rồi đó, người ta nói là lục rồi. Ở đây Bắc quá là nước vô nước vừa. Cái nước đậm vô nước vừa là ở đây Bắc quá là phải sành. Cái vô nước sành ở đây Bắc quá là vô hè. Bắc quá đi rồi chết nguyên. Họ có đi, họ nghĩ là cái này cùng lắm là, tức là quá lắm thì người ta đầy thành quá. Cái tay gì thấy vậy là lo giàu đi không. Chứ cho tôi và anh em phải lưu ý. Dân Israel thần Malachi họ hỏi cái công lý của Chúa ở đâu, hay là Đức Chúa Trời của công lý ở đâu, thì Chúa nói ta đang đến đây. Nhưng mà ta đến một cách thực lực. Ngày hôm nay rất là dễ. Tôi và anh em cũng sẽ giống như những người mà sứ đồ Phêrô nói trong Kinh Thánh đoạn 3 câu số 4. Ở nhà hô bán con dân Chúa khi nói về thiện Chúa tái lâm. Họ nói lời hứa về sự quan lâm Chúa ở đâu. Vì từ khi các tổ phụ chúng ta qua đời thì mọi việc vẫn y nguyên như thế. Ngày hôm nay nếu ai đó nói về chuyện Chúa tái lâm mà nói gì, mấy ngàn năm qua là có thấy gì đâu. Nhưng mà có một điều chắc chắn, Chúa sẽ trở lại. Dễ lắm cô và anh em rơi vào cái tình trạng là mình xin mà mình không có sẵn lòng nhận thì nó mình chết. Xin mà không sẵn lòng nhận là sao? Nó giống như tình trạng hội thánh mà đang cắm cúi cầu nguyện cho Phêrô, nhưng mà khi Phêrô được Chúa sai thiên sứ thả ra, nó đến đứng trước cổng rồi. Cái con giúp việc nó chạy vô nó báo là có ông Phêrô về kìa, họ nói gì? Không, nó thiên sứ không? Chúa nói như này trong câu số 2 với câu số 3 của chương 3. Sau khi Chúa nói là ngày sẽ đến các thần linh này, thì Chúa nói là nhưng ai sẽ chịu nổi ngày, cái ngày mà ngày đến, ai đứng được khi ngày hiện ra? Thì ngày giống như lửa của thợ luyện kim, như tro thợ vàng, ngày sẽ như thợ luyện kim luyện bạc, ngày sẽ thanh tẩy các con trai Lê-vi, làm cho họ tinh rồng như vàng và bạc. Họ sẽ dâng tế lễ cho Đức Giê-hô-va trong sự công chính. Ai sẽ chịu nổi? Ai sẽ đứng nổi là sao? Là bởi vì Chúa đến không để thỏa cái lòng mong ước của những người đang kêu gào oán trách Chúa đâu, hay là để chứng tỏ rằng Chúa có thật đâu. Chúa đến là để làm gì anh em biết không? Là để luyện lọc, hay là để thanh tẩy con dân Chúa, và để phán xét, để xử những kẻ mang danh Chúa nhưng sống không khác gì các kẻ đi chùa. Chúa nói gì các người đòi hỏi công lý đúng không? Ok, ta sẽ đem các ngươi trước hết đặt lên cái căn công lý của ta, những cái chuẩn mực của ta. Anh em ơi, nhiều khi mình mấy sau công lý, tức là cái sự bất công nó đang tràn khắp mọi nơi, mình nghĩ Chúa đến là Chúa sẽ xử với những người đó trước hả? Không, nhầm anh em ơi. Chúa đến Chúa sẽ xử dân sự Chúa trước. Chúa đến Chúa sẽ, cái sự phán xét của Chúa nó sẽ bắt đầu từ trong nhà Chúa đó, chứ không là bắt đầu từ nơi tôi hả anh em, chứ không phải từ nơi người ngoài đâu. Chúa đến trước hết Chúa sẽ làm gì? Chúa sẽ đem tôi và anh em đặt lên cái công của Chúa. Anh em, nếu mà ai đã từng đọc Kinh Thánh, biết cái câu chuyện ở trong sách Daniel là chuyện của vua Belshazzar đó. Đây là con của Nebuchadnezzar. Lên nghe lời vua,
và rất là kiêu ngạo. Một ngày họ lấy hết tất cả mọi cái chén dĩa gì trong đền thờ của Đức Giê-hô-va ở Jerusalem mà vua cha đã lấy về được đem ra uống rượu, thì ngay lập tức có một bàn tay hiện ra trên tường, chỉ có cái bàn tay thì không có cái cánh tay, viết ba chữ là Mene Tekel Upres, là vua bắt đầu rước. Không biết chuyện gì xảy ra, triệu tập tất cả những cái nhà thông thái trong đấy quốc tế để giải thích, thì Daniel được mời đến. Và Daniel có cái lời giải thích của Chúa như này. Ở trong Daniel đoạn 5 câu 26 đến câu 28 và câu 30. Đây là nghĩa của dòng chữ đó, Mene nghĩa là Đức Chúa Trời đã đến và chấm dứt số ngày của vua. Tekel là vua đã bị đặt trên bàn cân và thấy kém thiếu. Phê-rết là vương quốc của vua bị phân chia rồi giao cho người Medi và người Ba Tư. Câu số 30. Ngay đêm đó bên sát xa vua Cande, ngay đêm đó là thần linh đó anh chị em, thần linh nhưng mà đã được báo trước. Tekel là gì anh chị em? Là kém thiếu, là bị chức vọ. Chúng nói với dân Chúa ở trong thần Malachi là muốn ta đến đúng không? Gào réo là Đức Chúa Trời có sự công chính đó, là của công lý ở đâu đúng không? Có thể hôm nay thì kiểu mình là trời cho sẵn có mắt á. Nhưng mà Chúa hả? Muốn ta đến đúng không? Nhưng mà sẵn sàng chưa? Nhắm chịu nổi không? Anh em ơi, thì khi tô và anh em cứ than trách Chúa thế này, thế kia, thế nọ. Nhưng khi tô và anh em ao ước là Chúa sẽ đến để đem lại hòa bình, Chúa sẽ đến để lại công lý vân vân, mà mình không bao giờ nghĩ rằng mình không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ là cái đối tượng mà Chúa nhắm đến trước hết để giải quyết. Tôi muốn diễn ngôn với điều này để anh chị em thấy là Chúa có thể nói là đúng là cái quân gian ác, cái kẻ thờ ma lại quỷ nó có thay thay thiệt, đúng là chúng có nào làm ăn năn làm ra rồi tâm đã khinh dễ ta thiệt. Có vẻ như ta dường như chậm trễ về những cái lời hứa của ta trên ngươi, trên gia đình ngươi, trên dòng tộc ngươi, trên quê hương ngươi, trên xứ sở ngươi, và thậm chí là trên hậu thánh của ta thả. Nhưng mà hãy suy nghĩ đi, nếu ta đến như ngươi mong thì sẽ lợi cho ngươi hay hại cho ngươi? Anh chị em ơi, anh em hãy suy nghĩ điều này. Nếu hôm nay Chúa đến thăm viếng anh chị em, nếu hôm nay Chúa đến với cuộc đời anh chị em, nếu hôm nay Chúa đến với gia đình anh chị em, thì theo anh chị em đó thì sẽ lợi cho anh chị em hay là hại cho anh chị em? Sẽ là phước cho anh chị em hay là họa cho anh chị em? Với cái tình trạng thuộc linh hiện tại của tôi và anh em ngày hôm nay này, nếu Chúa đến cùng chúng ta và đem tôi và anh em đi đặt trên cái công công lý của Chúa, thì bao nhiêu người trong chúng ta sẽ bị Chúa nói là tê kém, tức là bị kém thiếu, bị loại bỏ. Nhiều khi tôi và anh em nói sao Chúa không hành động, thì Chúa không làm gì hết, sao cứ để kẻ ác nó cứ nhân nhẫn hoài vậy, sao cho để những người này kia thích làm gì làm vậy. Nhiều khi có biết nhiều anh em cầu nguyện kêu khóc với Chúa như vậy, nhưng mà anh em ơi, nếu hôm nay Chúa đến, mà khi Chúa đến là chắc chắn Chúa sẽ đem tôi và anh em lên đặt lên cái tâm của Chúa, lên cái chuẩn mực của Chúa đó. Liệu Chúa sẽ nói gì về tôi và anh em với cái tình trạng của người này? Liệu tôi và anh em có nghe Chúa nói là tê ken không? Tê ken là kém, là thiếu đó anh chị. Khi đó thì đoạn 3 câu 9 câu 11, Chúa khẳng định là Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như một số người nghĩ đâu, nhưng Ngài kiên nhẫn đối với anh em, không muốn một người nào chết mất mà muốn mọi người đều hằng ngày. Chúa muốn loại bỏ bất cứ ai, Chúa muốn tất cả người anh em. Đó là lý do mà Chúa chậm. Đó là lý do mà dường như Chúa có vẻ chậm trễ đó anh chị. Tuy nhiên ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm thần linh. Bây giờ các tường trời sẽ biến đi trong tiếng vang rề, các nguyên tố sẽ bị tan chảy trong lửa, tất cả mọi công trình trên đó đều sẽ bị thiêu hủy, vì mọi vật đều phải bị tiêu tan như thế, nên anh em càng phải sống cuộc đời thánh khiết và tinh tịnh. Hãy tỉnh thức anh chị, hãy chuẩn bị. Chúng ta biết là cái phần kinh thánh mà trong chương 3 của sách Malachi từ câu 1 tới câu 2 là như Tuấn Hải tôi nói, đây là tiên tri mang tính cách tứ nhiệm, nhiệm kép trong chức vụ của Giăng Báp-tít. Khi Giăng Báp-tít là cái người mà dọn đường cho Chúa Cứu Thế xuất hiện, thì ông dẹp đường cho Chúa như nào? Bằng cái việc giảng và làm báp tem ăn năn để cho mọi người được tha tội, tức là để chuẩn bị ấm lòng, dọn dẹp sạch sẽ cho Chúa. Ăn năn không phải là thanh tẩy anh chứ,
Ăn năn là việc của con người, còn thanh tẩy luyện lọc đó là việc của Chúa, đó là việc của thợ luyện kim, thợ giặt. Ăn năn là hạ mình trước Chúa, là xưng nhận những sai phạm lỗi lầm lệch lạc ở trong đời sống của chúng ta. Và chỉ khi nào mà sau khi con đã ăn năn rồi á, thì Chúa mới bắt đầu cái việc là thanh luyện hay là thanh tẩy hay là luyện lọc của Chúa. Cho nên như tôi nói lúc nãy, cái virus COVID-19 này nó khiến người ta nhìn lại mình, nó khiến người ta hạ lòng ăn năn, chuẩn bị phòng ốc đâu đó để Chúa triển khai cái công việc thanh tẩy của Chúa. Nhớ điều này, việc ăn năn không phải là thanh tẩy. Ăn năn là cái việc của con người, còn thanh tẩy là cái việc của Chúa. Thanh tẩy không phải là rửa tay, là phun thuốc sát trùng đâu. Ngày hôm nay mình thường hay nói như vậy, nhưng mà thanh tẩy của Chúa không phải là rửa tay, không phải là phun thuốc sát trùng. Thanh tẩy đó theo cái nghĩa mà đang nói ở đây là nấu cho nó chảy ra để loại bỏ những cái tạp chất còn đang lẫn trong cái vàng sa quấn trong bạc đấy anh chị. Do đó tôi nói là đang được thay vì thầm bầm quấn tắc người này kẻ kia, than thầm trách phận, thay vì lên án phê phán chỉ trích chuyện này chuyện nọ, thì anh chị em ơi hãy khẩn cấp để mình nên cầm thử. Nhiều người trong chúng ta đã đi máy bay rồi đúng không? Mình mang hành lý trước khi đi, mình làm gì? Mình trước khi mà check in, trước khi mà làm, mình xách mình lên bỏ, mình cầm thử lố. Ở sân bay đó nếu lố mình đóng tiền mình đi được, chứ còn đối với Chúa mà không đủ hay ít hoặc tức là không đúng chuẩn nhiều quá cũng không được, mà ít bỏ. Nhớ điều này, ở sân bay á anh em lố ký anh em có thể đóng phạt ít ký hơn là đi ok, nhưng mà đối với Chúa là ít ký hơn có nghĩa là nhẹ hơn là tê ken là cũng bị loại bỏ như thường. Anh em ơi, vì có Chúa chưa có trở lại, vì bây giờ Chúa không biết anh chị em, thậm chí gia đình anh chị em, dòng tộc anh chị em, chứ thậm chí hội thánh này chưa có xảy ra, anh em vẫn còn cơ hội để căng thử đi. Đừng để tới cái giờ Chúa đến rồi mà Chúa đến, Chúa đã bảo tức là Chúa sẽ đến thần linh, anh em bị loại bỏ gì để kèm nhé, vì thiếu ký, vì không đủ chuẩn bị. Chúa đang đến thần linh của đại lý của Chúa, và anh em ơi, Chúa đến các bất ngờ. Tôi nhớ cái thời kỳ những năm 80 khi Chúa thăm viếng cái vùng đất này, thì hiện tại là đây là cái người mà hỏi tiền khi khuya, tôi nhớ 3-4 giờ sáng là ông đi đặt cửa trong nhà, giờ này mà còn ngủ hả Chúa tay lâu anh ơi, rồi mẹ ơi anh ơi chị ơi gì vậy, lo vậy con nguyên chứ. Còn tôi bước vào cái tinh thần đó, nó buồn chết lại Chúa cảm động lòng. Ít nữa là Chúa, cái giờ Chúa thầm biến, Chúa lòng thành, cái lòng phán hướng của Chúa, thì cái tên phóng linh học đến trên xứ sở này rất rất đều. Chúa đến để thực thi công lý của Ngài một cách đầy bất ngờ. Và nhớ là cái việc đó là bắt đầu từ chúng ta, từ những thầy tế lễ của Chúa, từ nhà của Chúa, giống như là Phi-rơ tiếp tục 4:17 nói anh xem. Nhiều khi mình nghĩ là Chúa thăm, Chúa bắt đầu khởi sự phán xét và phán xét dân ngoại, không? Từ trong nhà Chúa. Vì thời kỳ phán xét đã đến, bắt đầu từ đâu? Từ nhà Đức Chúa Trời. Nhà Đức Chúa Trời là đâu? Là chúng ta đang chết, là hội thánh đó nè. Cái sự phán xét của Chúa không phải bắt đầu ở dân ngoại. Nhiều khi con lại đang nghĩ là dân ngoại, mình nói hô do cái quả tà giáo cho nên là virus là bị diệt là đúng giờ. Mình nói là do nó ác quá, một tàu nó ác quá, không? Anh em ơi, nếu mà đó là sự phán xét của Đức Chúa Trời thì sự phán xét phải bắt đầu từ trong nhà Chúa được rồi. Sự Chúa lại phán xét con dân Chúa để lọc mà, để luyện mà, để thanh tẩy mà. Nếu bắt đầu từ chúng ta thì sự cuối cùng của những kẻ không vâng phục tin lành Đức Chúa Trời sẽ thể nào? Và nếu người công chính còn khó được cứu rỗi thì những kẻ bất chính và kẻ có tội sẽ ra sao? Anh chị em ơi, anh chị em muốn được trở nên tinh rộng như vậy để được Chúa tin dùng làm người dân lễ cho Chúa trong sự công chính không? Anh chị em có muốn những cái của lễ hy sinh, những cái công khó của mình sẽ được Chúa chấp nhận, vui nhận như những năm trước kia không? Tôi nói là hãy lo cân mình
hãy lo mà đem chính mình, cái đời sống của mình, cái tình trạng thuộc linh của mình lên cân theo cái chuẩn mực của Chúa khi còn có cơ hội. Chúa nói trong câu 5, ta sẽ đến gần các con để thánh xét, và ta sẽ có uy quyền làm chứng chống lại những kẻ thực hành ma thuật, những kẻ tà dâm, những kẻ thề dối, những kẻ bóc lột tiền công của người làm thuê, những kẻ áp bức kẻ mồ côi và người quá bùa, những kẻ làm hại người khác lạ, vì chúng không kính sợ ta, cái sự là vui vẻ. Đối với những người không chịu dọn dẹp sửa đổi, là mang danh là con cái Chúa, là người thờ Chúa mà cũng bói toán nè, là cũng tuổi này tuổi kia nè, cũng ngày này ngày nọ nè, mang danh là thờ Chúa mà cũng cặp bồ nè, mãi tình nè, sinh dục tình dục bừa bãi nè, mang danh là con cái Chúa mà dối trá, mà bóp lột, mà chèn ép, mà hãm hại người khác, nhất là những người thân cô thế cô, thì Chúa gõ tất cả những người đó lại là gì? Cái nhóm không chứng sợ Chúa. Đối với là con cái Chúa thật ấy, thì Chúa sẽ đến sẽ chùi rửa, hay là đến để thanh tẩy, để luyện lọc, để khiến họ trở nên vàng bạc tinh đồng. Nhưng mà đối với những người cũng là mang danh là con cái Chúa nhưng mà không có thật là cái Chúa, thì Chúa nói gì? Đối với cái thành phần mà gọi là ruột đời bỏ đạo này thì sao? Chúa bảo là Chúa sẽ chống lại chúng, xử thiệt là luôn. Xử như nào? Kinh Thánh này nó đề cập đầy đủ các cái mức án đó với tội danh là bất tín đối với Chúa. Chúa bảo gì? Ở trong câu số 6, vì ta là Đức Giê-hô-va không hề thay đổi, nên các con là con cháu Gia-cốp chẳng bị gì vật. Chúa không thay đổi, anh chị, luật của Chúa là không thay đổi, nguyên tắc thưởng phạt của Chúa là không có thay đổi. Con cháu Gia-cốp tức là người Do Thái đó, là sẽ không bị gì vật. Nhưng mà nhớ, phải là Do Thái thật, chứ không phải Do Thái người ngoài. Roma đoạn 2 câu 8-9 là Chúa nói, vì một người chỉ bề ngoài là người Do Thái thì không phải là người Do Thái thật, còn sự cách bì về mặt thể xác bên ngoài thì không phải là sự cách bì thật. Nhưng một người bên trong là người Do Thái mới thật sự là người Do Thái. Sự cách bì thật phát xuất từ tấm lòng bởi Thánh Linh chứ không theo chuyện người á. Một người như vậy sẽ được khen ngợi không phải từ loài người mà là từ Đức Chúa Trời. Anh chị em ơi, Chúa là Đức Chúa Trời của sự công lý, thưởng phạt nghiêm minh, và cái chuẩn của Chúa nó không có thay đổi. Có thể hiện tại anh chị em thấy nhiều như nhiều ác đang thấy thế. Có thể anh sẽ hiện tại anh em nhiều như thấy rằng những cái lầu mà Chúa phán hứa đó, nó dường như nó không thành hiện thực. Nhưng có một điều Chúa sai tôi đến đây để nói với anh chị em, thấy như vậy nhưng mà đừng để những gì tôi và anh em thấy làm cái cơ sở để tin. Cái điều tôi và anh em phải chọn để tin đó là những gì Chúa nói trong lòng của Ngài. Chúa đã đến, Đức Chúa Trời công lý mà đang mong đợi đã ra đến. Và nhớ, Chúa đến cách thịnh này. Đối với những ai thật lòng, giữ lòng, kiên định nơi Chúa, thì Ngài đến để thanh lọc, để tinh luyện. Giống như Ngài đến để làm nóng chảy chúng ta ra, để những cái tạp chất, những cái bất khiết, những ô nhơ, những tạp niệm trong tôi và anh em nó sẽ loại bỏ ra, ngõ hầu tôi và anh em trở nên tinh rồng ở trước mặt Chúa. Vâng, có thể anh em là người trung tín trong hội thánh ngày hôm nay, nhưng mà tôi nói với anh em những ngày đến, Chúa sẽ đến và làm sạch chúng ta. Ngài sẽ đến làm sạch chúng ta để gì? Để tôi và anh em trở nên tinh rồng ở trước mặt Chúa. Tôi và anh em trở nên được Chúa đại dụng trong những ngày tháng tới. Còn đối với cái thành phần mà là tin Chúa cũng thờ Chúa nhưng mà thật ra cái lòng không còn cho Chúa nữa, thì Chúa nói gì? Ngài cũng sẽ đến, Ngài sẽ chấp lòng của người đó. Sáng hôm nay tất cả ơn của Chúa để thách thức dân sự Chúa, và hãy thả hạn chế, hãy tỉnh thức, hãy đem chính mình đặt lên cái cân công lý của Chúa. Hãy nói cách khác, lại đem cái đời sống tâm linh của chính mình, cái tình trạng thuộc linh hiện tại của chính mình để sao có lời của Chúa. Nếu hôm nay Chúa đến, nếu hôm nay Chúa đến cho thăm viếng tôi và anh, tôi và anh em sẽ thuộc vào cái nhóm nào? Nếu hôm nay Chúa đến để cân chúng ta, để đặt chúng ta lên cái cân, thì liệu tôi và anh em sẽ nghe Chúa nói là tê kèm, hay là Chúa nói rằng này là những con cháu Lê Vi, là những thành tế lễ mà ta sẽ làm cho sạch hơn để được sử dụng hơn. Không ai biết cái tình trạng thuộc linh của chính mình bằng tôi là mỗi một ngày.
Hãy nhớ, Chúa không hề thay đổi. Trong chương trình của Ngài không có sự hủy diệt dành cho con cháu của Jacob. Do vậy, anh em ơi, hãy ta xét lại chính đời sống mình. Ngài chọn chúng ta là để làm thầy tớ để hoàng gia, làm dân thánh cho Ngài. Ngài chọn chúng ta là để làm nhân chứng cho Chúa. Nhưng mà sự sáng của Chúa không thể nào bày tỏ qua câu hỏi này cho đến khi mọi cái tạm niệm ô nhơ bất kỳ cái trong đời sống của mình đã bị bày tỏ. Có thể ai đó trong anh chị em trong những ngày vừa qua cứ căng trở mãi là tại sao Chúa để cái sự bất công gian ác thắng thế là không hoạt động. Có thể ai đó trong anh chị em trong những ngày vừa qua thì thấy cái sự ác nó chưa được trừng trị, cho nên mình bắt đầu có cái xu hướng về điều ác, mình có cái xu hướng là sống theo cái kiểu của đời. Hãy tỉnh thức, Chúa đang trở lại. Chúng ta không biết giờ Chúa trở lại, chúng ta biết là Chúa trở lại nhưng không biết giờ Chúa trở lại. Anh em ơi, đừng để một ai trong anh chị em có mặt tại đây khi giờ Chúa trở lại thì bị nghe Chúa nói rồi, người này là tay kẹt. Đừng để một ai trong chúng ta bị Chúa loại bỏ vì cơ mình đã biết trước nhưng không chuẩn bị chính mình cho bây giờ Chúa trở lại. Xin mời chúng ta cùng đứng lên trong thời gian này. Xin Chúa Thánh Linh làm việc trong lòng của mỗi một anh chị. Anh em ơi, tôi và anh em có cái xu hướng thách thức công lý của Ngài. Tôi và anh em rất là dễ trở nên chất vấn Chúa, trách móc Chúa vì những gì mà mình phải đối diện, vì những gì đang xảy ra xung quanh. Và có thể ai đó trong anh em bắt đầu nghi ngờ về cái tính chân thật của Chúa, cái tính chân thật của lòng Chúa. Và có thể ai đó trong anh em bắt đầu buông thả những cái chuẩn mực đạo đức mà mình đã biết từ lâu Chúa. Hãy trở lại vì Chúa nói là Chúa đã làm đấy. Sứ giả của Giao ước đạt đấy. Ngày đến và bước vào trong đền thờ của Ngài để làm sạch con cháu Lê-vi, để khiến cho họ trở nên vàng, trở nên bạc tinh rồng, để họ tiếp tục dân của lễ, tức là thực thi chức phận của một thầy tế lễ mà Chúa đã định sẵn trên đời sống của họ. Chúa đã đến, thưa anh chị em. Tiếng rao báo, cái lời lăng rao báo rằng Chúa đang đến đã loan ra khắp mọi nơi rồi. Nhưng giờ Chúa đến là rất là đột ngột, rất thần lực. Có thể nhiều người trong chúng ta không trở tay. Anh em ơi, đừng để tới giờ đó mới chuẩn thì Alan em sẽ bị loại bỏ. Hãy run sợ mà kêu lên với Chúa rằng Chúa ơi đừng bỏ con. Hãy run sợ mà kêu lên với Chúa rằng xin Chúa ban cho con tâm linh có sự tỉnh thức và nài sinh để con có thể đem chính mình, đem cái tình trạng thuộc linh của chính mình lên cân trên chiếc cân công lý của Chúa so với chuẩn mực của lòng Chúa, để ngõ hầu con không bị bỏ lại, để ngõ hầu con không bị loại bỏ khi giờ Chúa thăm viếng, khi giờ Chúa bắt đầu thực hiện sự phán xét từ tư về này của Ngài là một cách chuyện. Hallelujah. Hallelujah. Yes. Yes.